Chào cô chú anh chị ạ. Em tự giới thiệu, em tên là Định, ở Đắc Tô, Kon Tum. Ở số điện thoại là 0973 821 799. Hôm nay em xin phép được giới thiệu các cái mặt hàng lan rừng nhà em. Thì hôm nay thì các cái hàng kg á thì bao gồm kim diệp xuân này, 80.000 một ký, 8 kim diệp xuân 80.000 một ký ạ. Thì cái bùa này thì các cái nó chuẩn bị ho rồi, cho nên là nó cũng teo tóp ạ. Nó cũng không không có được căng mọng như như lần trước ạ. Kim Điệp Xuân 80.000 một kg ạ. Tiếp theo là kiều cánh tua. Kiều cánh tua thì 140.000 một kg. Tiếp theo là lan chân rết giá ạ. Lan chân rết giá thì tụi em chia ra các phần, một phần là tương đương với 1 kg, 50.000 một phần thôi. 50.000 một phần rất là nhiều. Lan chân rết giá đấy, cô chú anh chị trong cái loại này chơi thân chơi lá cho nên xanh cái vườn nhà mình thì em nghĩ cũng rất là hay. Tiếp theo là nhắc đêm hoa, nhắc đêm hoa tụi em có các cái dê rất đẹp ạ. Tiếp theo là kiều vàng, tụi em có một phần rồi. Kiều vàng thì thân dài lắm ạ, một phần kiều vuông. Tiếp theo là hoàng thảo lụa vàng cũng một phần rồi. Tiếp theo là phượng vĩ, phượng vĩ và hoàng thảo long nhãn cũng có một phần thôi. Mỹ dung dại hương cũng có một phần. Tiếp theo là hoàng thảo trinh bạch, cũng có một cái phần duy nhất thôi, cây mập đã lắm ạ. Tiếp theo là phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng của rừng Kon Tum luôn ạ. Anh em họ mới đi về rồi. Thì tụi em cũng có một số ít thôi, 150.000 một phần. Phi điệp vàng và quế, quế lan hương ạ, hay gọi là quế tháng 8 ạ. Thì hôm nay có những cây rất là đẹp, đặc biệt cái loại này thì rất là dễ trồng. Nói chung là hầu như là ai trồng cũng được và vùng miền nào trồng cũng được, nó cũng cũng dễ cho hoa nữa. Thì hôm nay có những cây quế đẹp lắm ạ. Xin em xin phép đi chừng cụ thể chi tiết từng phần. Và hôm nay tụi em có hai cái gói combo rất là nhiều loại, bao gồm có 13 loại với giá là 220.000. Thì cũng bên này cũng 13 loại, combo số 2 với giá là 220.000. Thì đã đi vào chi tiết từng loại ạ. Thì bên em có gửi hàng đi toàn quốc, cô chú anh chị kiếm hàng trước khi thanh toán ạ. Thì đầu tiên là kiều cánh tua. Kiều cánh tua thì tụi em bán với giá là 140.000 1 kg. Thì tụi em đã qua các tỉa sạch sẽ hết, tức là những thân gãy dập mà tụi em cắt rồi, rễ già thì tụi em cũng cắt hết rồi, cô chú anh chị cũng hết sức yên tâm. Thì 140.000 1 kg kiều cánh tua. Thì em xin phép giới thiệu lại cái mặt kho kiều cánh tua. Thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị nhầm lẫn giữa kiều cánh tua và kiều môi tua. Thì cái cánh tua thì cái cánh tua, thì còn cái môi thì môi tua thì cái môi nó tua, nó hai hai loại nó khác nhau ạ. Kiều cánh tua 140.000 1 kg. Tiếp theo là kim điệp xuân ạ. Cái đồ xuân là 80.000 1 kg thôi. Nói chung là cây nó cũng không có được mập mạp và mướp mắm lắm mà. 80.000 1 kg thôi. 1 kg rất là nhiều rồi cô chú anh chị vừa ghép. Thì cái loại này cũng có khả năng về Tết rồi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mua tầm gỡ 2 kg về ghép một giò rất là lớn. Thì nếu mà ra hoa Tết thì rất là đẹp. Kim Điệp Xuân. Thì cái mặt hoa kim Điệp Xuân thì em giới thiệu lại rồi. Cái này nó cũng phổ biến thôi, phổ thông rồi. Kim Điệp Xuân ạ. 80.000 1 kg kim Điệp Xuân. Tiếp theo là lan chân rết giá. Thì như lúc nãy em giới thiệu là một phần thế này tương đương với 1 kg với giá 50.000 thôi. Cô chú anh chị đặt một phần thế này về ghép rất là nhiều, được nhiều. Lan chân rết giá 50.000 1 kg tương đương với một phần ạ. Tiếp theo là tụi em có một phần Mỹ Dung dại hương thôi, 100.000, bao gồm cả là một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây ạ, năm cây, sáu ạ, bảy ạ, tám cây ạ, tám cây thế này, như thế này, thì với giá là 100.000, rất nhiều. Tiếp theo là một phần hoàng thảo long nhãn thôi, một phần hoàng thảo long nhãn thế này. Là 100.000 một phần thôi. Hoàng thảo long nhãn hoa mà kho nó cũng đẹp lắm ạ. Hoàng thảo long nhãn
100.000 một phần thế này thôi. Tiếp theo là hoàng thảo lụa vàng. Tụi em chỉ có hôm nay chỉ có một phần duy nhất thôi. Là 150.000 một phần ạ. Hoàng thảo lụa vàng. Thì cái hoa này nó cũng to lắm ạ, đẹp. Tuy nhiên thì này nó hơi hơi khó trồng. Gồm có 1 dề này, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề, 6 dề này, 7 dề. Thì 7 dề thế này là 150.000. Cô chú anh chị về ghép ạ. Hoàng thảo lụa vàng. 150.000 một phần thế này. Tiếp theo là kiều vuông. Tụi em hôm nay có 1 dề thôi, 120.000. Thì thế này cô chú anh chị ạ. Một dề kiều vuông thôi. Đó, một dề thế này 120.000 ạ. Kiều vuông. Tiếp theo là kiều vàng. Kiều vàng thì cái loại này cũng thuộc thân dài lắm ạ. Này là chuỗi hoa dài. Tụi em có một phần thôi. Với giá là 140.000, gồm có 1 dề này, 2 dề này, 3 dề. 3 dề thế này là 140.000 ạ. Tiếp theo là nhắc liêm hoàng. Nhắc liêm hoàng thì hôm nay có những dề rất là đẹp. Dề số 1 này 120.000 này. Nguyên dề thế này, nhắc liêm hoàng. Nhắc liêm hoàng. Thì em xin phép được giới thiệu cái mặt hoa nhắc liêm hoàng. Em nghĩ nó cũng dễ thương lắm ạ. Nhắc liêm hoàng. Phần số 1 120.000. Tiếp theo nhắc liêm hoàng. Phần số 2. Với giá là 100.000. Nguyên dề thế này. Số 2 100.000 ạ. Tiếp theo phần số 3 là 110.000. Nhắc đến phần số 3 110.000. Và như thế này ạ. Nhắc đến phần số 3 100.000. Tiếp theo là phượng vĩ ạ. Phượng vĩ thì tụi em chia đều các phần. Thì cứ mỗi phần như thế này là 100.000. Thì cái loại này đặc biệt là rất là dễ trồng. Cô chú anh chị về trồng sao nó cũng sống hết ạ. Nếu mà nó sống rồi thì cô chú anh chị cho ăn nắng 100% thì nó vẫn sống vô tư ạ. Thì một phần thế này 100.000 ạ. Và các cái phần nó cũng tương tự với nhau. Thì cái loại này ho nó cũng được lỡ lắm ạ. Cô chú anh chị sưu tầm. Tiếp theo là hoàng thảo trinh bạch ạ. Thì hôm nay tụi em chỉ có một phần hoàng thảo trinh bạch thôi. Một phần trinh bạch thôi. Một phần hoàng thảo trinh bạch. Thì với giá là 110.000. Hoàng thảo trinh bạch ạ. Một phần như thế này. Hoàng thảo trinh bạch ạ. Với giá là 110.000. Và tiếp theo là phi điệp vàng của rừng Quảng Tâm. Nói chung là hôm nay tụi em có 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần rồi. Cứ mỗi phần như thế này là 150.000. Phi điệp vàng thì mặt hoa nó cũng đẹp lắm của chú anh chị ạ. Thì em giới thiệu cái mặt hoa phi điệp vàng. Mặt hoa phi điệp vàng. Thì thế này nó cũng dở trong của chú anh chị ạ. Thì một phần thế này là 150.000. Em nghĩ nó cũng rất là nhiều. 150.000 thì mua này nó cũng đã xuống lá đó rồi cô chú anh chị ạ. Để bắt đầu chòi nó cũng đang đi ạ. Một phần thế này 150.000. Thì các cái phần tụi em cũng chia cũng tương tự hết. Tụi em cũng đã cân đo đong đếm hết rồi. Một phần thế này 150.000 ạ. Một phần, hai phần, ba phần và bốn phần. Thì có một phần thế này cây nó nhỏ ngắn hơn. Thì tụi em để hàng giống với giá 100.000. Các phần kia là 150.000 ạ. Như thế này. Và tiếp theo tụi em xin phép đi tới cái phần quế tháng 8 hay gọi là quế Lăng Hương. Thì phần này em đi xin phép đi kỹ hơn. Phần số 1 này gồm 7 cây với giá 140.000. Toàn bộ cây xếp hết con chú chị. 1 cây này, 2 cây này, 3, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, xếp hết 7 cây ạ. 7 cây này với giá là 140.000. Thì cái quế xếp ấy, thì cái bàn lá nó dày 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 cũng chú chị ạ. Thì mặc dù cái cây nó nhỏ thế này thôi, tuy nhiên cũng đã hoa hết rồi, đủ sức hoa hết rồi. Thì cái phần số 1 này với giá là
140.000. Thì em xin phép được giới thiệu lại cái mặt ho của quế 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 tháng 8 này. Thì cái loại này ho thì 3 ngày đầu thì nó màu xanh ngọc, sau 3 ngày thì chuyển sang màu trắng của chủ nhà. Thì phần số 1 này thì 140.000 7 cây. Thì cái loại này rất là dễ trồng, cô chú anh chị về trồng cứ hết sức yên tâm. Cái loại này nó cũng rất là dễ, nó cũng giống như giáng hương thôi, hương tam màu sắc, nó cũng rất là dễ trồng. Thì phần số 2, phần số 2 thì 140.000 cũng bao gồm cả 7 cây. Thì bao gồm cả này, một cây này, hai cây này, ba cây ạ, bốn cây ạ, năm cây ạ, sáu và bảy cây. Bảy cây thế này với giá là 140.000. Thì các cái phần của em cũng đã cân nhắc chia đều hết. Nói chung là tuy nhiên thì cũng tùy vào cái sở thích của cô chú anh chị mà lựa chọn. Đây là phần số 3, số 2. Tiếp theo em đi phần số 3. Phần số 3 của Quế tháng 8 này là 210.000, bao gồm có 4 cây ạ. Một cây ạ. Hai cây này. Ba cây ạ. Bốn cây ạ. Bốn cây này với giá 210.000 ạ. Bốn cây này xếp đẹp lắm ạ. Cô chú anh chị xem lại phần số 3 này, 4 cây với giá 210.000 này. Quế số 3. Tiếp theo là quế số 4 ạ. Quế số 4 thì 8 cây với giá 130.000. Bao gồm có 1 cây ạ. 2 cây, 3 cây ạ. Xếp hết này. 4 cây ạ. 5 cây này. 6 ạ. 7 cây ạ. Và 8 cây ạ. 8 cây này với giá là 130.000. Tiếp theo là quế. Quế phần số 5 ạ. Số 5 là 3 cây 190.000 ạ. Bao gồm có 1 cây này. 2 cây này. 2 cây ạ. Và 3 cây ạ. Cái này rất đẹp. Ba cây này với giá là 190.000 ạ. Như thế này. Phần số 5 ạ. Tiếp theo là phần số 6 ạ. Phần số 6. Quế tháng 8 190.000 cũng gồm 3 cây. Một cây ạ. Hai cây ạ. Ba cây ạ. Ba cây này với giá là 190.000. Đây ba cây thế này. 190.000 ạ. Tiếp theo là với phần số 7 ạ. Phần số 7 này. Thì cũng 3 cây với giá 210.000. 1 cây ạ. 2 cây ạ. Cây này xếp cực kỳ đẹp luôn. 3 cây này. 3 cây này. 3 cây này với giá 210.000 ạ. Em xin phép quay lại 3 cây này. 3 cây này với giá 210.000 ạ. Phần số 7. Tiếp theo phần số 8 ạ. Phần số 8 3 cây 110.000. 1 cây này. 2 cây ạ. 3 cây ạ. 3 cây này với giá 110.000. Phần số 8 ạ. Tiếp theo là phần số 9. Phần số 9 6 cây với giá là 180.000. Cuối tháng 8 ạ, 1 cây này. 2 cây ạ. Hai cây ạ. Ba cây ạ. Bốn ạ. Bốn ạ. Năm cây ạ. Sáu cây ạ. Cây này thì rất là đẹp này. Sáu cây này với giá là 180.000 này. Phần số 9 ạ. Thế thôi phần số 10. Phần số 10 thì cuối tháng 8 thì hai cây thôi. 230.000 thì hai cây này cũng lớn lắm ạ. Bao gồm có một cây này. Và hai cây này. Hai cây này. Hai cây rất là lớn, 230.000 ạ. Thì cái loại này thì bản lá nó rất là dày của chú chị. Dày kinh khủng luôn ạ. Thì hai cây này, nó cũng tương đối lớn thế này. Là 230.000 ạ. Sản số 10 ạ. Tiếp theo là phần số 11.
hàng số 11 và số 12 là cái hàng giống. Thì hàng giống thì cái phần này thì 12 cây với giá 100.000 này. Một cây này, 2 ạ. 3 này. 4 5 này. 6 này. 7 này. 8 này, 9 này, 11 12 cây. 12 cây hàng giống thế này với giá 100.000 này. Tiếp theo là số 12 là 11 cây cũng với giá 100.000 này. Nói chung là hàng giống thì nói chung là một là nhỏ, nói chung là hai là không được đẹp. Thì phần số 12 này là 11 cây với giá là 100.000. Thì như thế này của chú chị ạ, cũng rất là nhiều cây xếp, đúng không ạ? Thì số 12 quế cũng 100.000. Tiếp theo em xin phép đi tới hai cái phần, hai cái gói combo. Combo có nghĩa là nhiều cái loại lan. Thì cái gói combo số 1 này gồm có 13 loại. 13 loại với giá là 220.000. Thì bao gồm cả long nhãn này, hòn lạp này, kiều cánh tua, nhất điểm hòn, ngọc thạch ba màu, kiếm này, giờ kiếm này, kiều vàng này, cái này lan chân rết giả này, philip vàng này, kim việt xuân này, lăng len này, kiều long tu đá này. Cái này là long nhãn lúc này em giới thiệu lại rồi, kiều cánh tua này. Thì một phần 13 loại thế này với giá là 220.000 ạ, số combo số 1 ạ. Tiếp theo là combo số 2 thì cũng bao gồm có 13 loại. Thì tụi em đấu giá 220.000 thì cũng rất là nhiều loại thế này. Em đi chi tiết. Lông tu đá này, lông nhãn này, ngọc thạch này, ngọc thạch ba màu này, cái này là hoàng thạch lông nhãn này, philip vàng này, kiếm này. Tiếp theo là bầu rượu này, bầu rượu ạ. Cái này là kiều cánh tua này, kiều việt xuân. Cái này là nhất điểm hòn, lan chân rất giả, hai cái cây dân thu ạ, và kiều vàng, hoàng lạp. Thì cũng một phần rất là nhiều thế này với giá là 210.000. Thì cũng nhân đây cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video, và cũng rất là mong muốn cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ.